Con cảm ơn bà. Đã làm gì? Đã gửi tiền để cho con. Rồi, để cho Mạnh làm gì? Để mua sách vở. Rồi, để mua sách vở là xong là đi đâu? Đi học. Rồi. Tôi xin cảm ơn bà, bà Liệt. Đúng rồi. Chị Liệt ấy à. Tôi lấy tiền đã giúp cho tôi cùng cháu đi mua vở khác cho con cháu tôi. Tôi cũng vui mừng. Ở đây là 200 phải không? À, đây là thêm là 200 nữa. Đây là 100 nữa. Chú dạy lại thêm một lần nữa, lần sau Mạnh nói theo chú nhá. Con kính chào các ông các bà. Con kính chào các ông các bà. Kính chúc. Kính chúc. Các ông bà. Các ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Rồi. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục xuống tới nhà của hai ông cháu để mà xem cái tiến độ mà anh em thợ làm việc tới đâu rồi. Và hôm nay cháu Lực đi xuống thì cũng có nhận được một cái phần quà là của một bác gửi cho cháu Lực để cho ông là có tiền để mà nộp cái học phí cho Mạnh. Thế là hôm nay là Mạnh có đi học không? Đi. Đi à? Thế buổi chiều ai Mạnh cùng ai về? Ông. À, thế là ông lên đón à? Vâng. À, thế là Mạnh chưa được ở trong trường á? Rồi, thế ông Mạnh đi đâu rồi? Đang làm gì kia đây? Không biết à? Nào thế thì bây giờ chú cùng Mạnh đi xem ông đang làm gì này, đi. Thế ông thì có vẻ như là đang bột củi, không biết là đang làm gì đấy các bác. Chào ông nhá. Chào các em các chị nhá. Hôm nay ông ở nhà làm gì không? Hôm nay củi thế là củi này là lấy để củi này là để nấu cơm mà ông. Vâng. Thế buổi sáng này thì ông đưa Mạnh đi học là buổi đầu tiên đúng không? Vâng. Đi học vừa đi học vừa làm lao động nữa. À, thế là hôm nay là ông ở trường làm lao động nữa. Vâng. À. Thế là trẻ con thì là học, còn là người lớn thì làm lao động, phụ huynh thì làm lao động à? À. Thế là hôm nào khai giảng không? Ngày mai. Ngày mai à? Ông chưa mua cặp với lại mua quần áo cho Mạnh đâu chứ? Rồi. Hôm nọ là ông có bắt gà đi bán, có bạn có bán được không? Bán được đâu. Không bán được á? Gà bé quá thì nó buôn đi làm vẫn phử nó lại con chó nó mua à, con bé không lấy à. Thế là ông có mượn tiền của ai không à? Ông có mượn tiền của ai để mà đóng học cho Mạnh không? Nó thì vay 500 rồi à, mua. Vâng. Thế là ông vay 500 rồi đúng không? Thế thì hôm nay là cháu xuống thì cũng có nhận được một cái phần quà là của một bác là gửi cho ông.
Đấy, còn bác nào thì bây giờ để cháu xem đã. Rồi một tí nữa là sau khi mà ông làm việc xong thì cháu sẽ gửi cái phần quà đấy cho ông nhá. Đấy, hôm qua thì có được một bà là Nguyễn Thị Lịch ở Bắc Giang, là bà có gửi cho Mạnh là 1 triệu. Đấy, gửi cho ông là 1 triệu cũng như là cho Mạnh nữa để mà mua quần áo này, mua là đồ đạc cho Mạnh đi học hay là đóng học phí nữa. Đây, cứ đợi ông cứ bổ củi đi, ông cứ làm việc của ông xong đã rồi thì một tí nữa cháu sẽ gửi cái phần quà đấy cho ông đã. Dép của Mạnh hôm nọ đi đâu rồi? Dép của hai bà Nguyệt Thí gửi cho đâu đâu rồi? À, lấy giặt rồi à? À, thầy Giang thì lúc nào cũng ở đây Giang nhỉ? Đây, một bé mà nhìn khuôn mặt là rất là xinh xắn của bác. Hôm nọ thì làm caramel cho chú nhỉ, hôm nọ ấy. Năm nay thì lên lớp 2 rồi Giang nhỉ? Đấy. Cái Giang là cùng mẹ ra đây lâu chưa? Chưa. Thế là mới ra thôi à? Thế thì Giang gửi một lời chào tới các bà thế nào? Con chào cô ông các bà. Rồi. Đấy, nói chuyện là rất là ngoan của bác ạ Giang ấy. Mày nghe cái gì đây? Đấy. Ông làm xong chưa? Xong rồi, thế thì ông ngồi ra kia. Đây để cháu gửi cái phần quà đấy cho ông với lại Mạnh. Đấy, ông ngồi bên này đi ông. Đấy, ông ngồi bên đấy đi, ông ngồi lên trên một tí để cháu ngồi dứa cho. Ây da, đây là cái gì đây ông? Gạo á? Đây gạo của ai đấy? À, thế là thợ là lấy gạo ra đây để nấu cơm à? Và, à, buổi trưa thì mấy anh em thợ là chỉ có ăn cơm ăn cơm là ở đây thôi các bác. Còn là có những hôm là thợ là sẽ đi xuống dưới để mà ăn cơm. Thế thì đâu nhỉ? Vừa rồi cháu nói ấy, là có một bà Nguyễn Thị Lịch là bà ở Bắc Giang là gửi cho Mạnh là 1 triệu để cho Mạnh là mua. Hôm nọ ông bảo là mua những cái gì nhỉ ông nhỉ? Cái gì cũng nên mua. Cái gì cũng nên mua, nhưng mà cái nhà trường yêu cầu là mua cái gì không? Nhà trường nó bây giờ nó mua cặp này, bút này, xếp này. Nhưng mà vở với lại bút không được nhà trường tặng à? Không được nhà trường cấp à? Thế là thời điểm mà đầu năm như này là ông tự mua đúng không? Vâng. Mấy nữa là chắc là đi vào học thì là ông là nhà trường mới mua. Đấy, tại vì là ở trên vùng cao thì nó được thuộc dạng là một cái chính sách của bác ạ, được nhà nước là hỗ trợ là cho mượn, hình như là cho vở này, cho bút này, cho cặp này, cho sách này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cặp thì cũng hỏng khá là nhanh các bác ạ. Đấy, thì trước khi mà đi vào và gửi quà cho ông ấy thì cháu được xin thay mặt là Mạnh với lại là ông gửi một lời cảm ơn tới bà Nguyễn Thị Lịch ở Bắc Giang là gửi cho Mạnh là 1 triệu đồng. Đấy, để cho Mạnh là để cho ông là đóng tiền học cho Mạnh nhá. Rồi, nào Mạnh thì nói cảm ơn bà thế nào? Ơn cảm ơn bà. Đã làm gì? Đã gửi tiền cho con. Rồi, để cho Mạnh làm gì? Để mua sách vở. Rồi, để mua sách vở là xong là đi đâu? Đi học. Rồi, đấy năm nay thì thanh niên này là lên lớp 6 rồi cô bác. À, lên lớp 1 chứ. Được 6 tuổi là lên lớp 1 nhà. À. Ở nhà là nghỉ cái gì đây ông? Đây này. Nó đi lần nước. Đi bơi nước lần đi. Nhìn nó. Thế là đi lặn là cái này là đập trúng cát đúng không? Đúng cát. Thế có đau không Mạnh? Không. Không đau đó. À, thế có khóc không? Không. À. Thanh niên là một cái thanh niên mà rất là cứng cáp của bác ạ. Phải trả lời là không ạ chứ. Không. Không ạ bà đi. Không ạ. Rồi. Thế là hôm nay đi học đã được cầm bút viết chưa? Được rồi. Được chưa? Được rồi. À, được rồi ạ, đúng không? Vâng. Rồi, thế thì Mạnh là ông là gửi một lời cảm ơn tới bà Nguyễn Thị Lịch ông nhá. Vâng. Cảm ơn ông, chắc là với bà để xưng tôi với bà thôi đấy. Đấy, tại vì là cũng đâu đó là chắc là xem tuổi nhau thôi.
Tôi xin cảm ơn bà Lý đã bà giúp Lịch, à, bà Lịch. À, bà Lịch. Đúng rồi. Chị Liệt nhá. Tôi lấy tiền đã giúp cho tôi cùng cháu đi mua vừa xét cho con cháu tôi. Tôi cũng vui mừng. Tôi xin chúc sức khỏe bà. Tốt nha, khỏe nha. Tôi không biết nói gì nhiều. Tôi chỉ nói thế thôi. À, đấy. Cảm ông, ơn chị nhá. Ông thì là còn trước là hồi nhỏ ông là còn đi bộ đội là đào đường đúng không bác? Thì ra là ông còn biết viết chữ này, biết tiếng nói tiếng phổ thông một chút. Đấy như hầu như là đa số là nếu mà tầm tuổi ông ở trên vùng cao này là ít khi cô bác ít biết nói tiếng phổ thông lắm. Thì cháu sẽ gửi cái phần quà này cho ông trước đã rồi thì sẽ nói chuyện sau ông nhé. Vâng. Giang thì đã đi học chưa? Đang Giang thì được đi học rồi à? Đấy là ở đây là 200 phải không? À, đây là thêm là 200 nữa. Đây là 100 nữa. Là 500 rồi đúng không? Vâng. Đấy là ở đây là 500 đúng không nhá? Vâng. Đấy thì Mạnh là đưa cho ông nào. Đấy, cháu xin. Đến. Ông, rồi, anh chịu ông đi mua thứ cho ông nhá. Còn cái này là 20.000 là chú gửi cho Giang nhá. Cháu xin. Được rồi. Rồi đi mua bút nhá, mua vở nhá, hay là mua kẹo nhá. Đấy cái khoản này là nếu mà ông đi vay ai 500.000 ấy thì ông đem đi giả đấy nhá. Vâng. Đấy đừng để đừng để nó có nhiều nhá ông nhá. Vâng. Chứ không là sau này là ông không có tiền để mà giả đâu ấy. 500.000 thì tương đương với lại là 5 cân gạo của ông đấy, không phải là ít đâu. Vâng. Đấy thì hôm nay là cháu Đức cũng gửi cái phần quà là của bà Lịch là tới cho hai ông cháu rồi. Thì kính chúc bà là luôn luôn mạnh khỏe và bình an và là cái gì cũng thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tấm lòng của bà đã yêu thương cho hai ông cháu. Và không chỉ ngoài bà Lịch đâu mà còn thêm là rất là nhiều các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hiện tại đang đồng hành cùng cháu Đức để mà hỗ trợ là ngôi nhà của hai ông cháu nữa. Đấy, một tí nữa thì cháu Đức sẽ lại tiếp tục là ra bên kia để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà cho làm nhà hai ông cháu là tới đâu rồi. Thì trong thời gian này thì cũng có là một số ý kiến của các bác nói là về cái nhà vệ sinh nữa các bác. Thì hiện tại là trước khi mà cháu Lực đi vào ấy thì là cháu Lực cũng đã hoàn thiện là cái bản vẽ là như thế, là như thế rồi. Và sau khi lên thì sẽ có là một số bác là không có cùng cháu Lực để mà nhìn nhận vào đấy. Nhưng mà nếu mà để mà theo quan điểm của ông ấy, thì là cháu làm nhà vệ sinh như thế ở trong nhà thì ông có trả lời thật đấy không nhé? Vâng. Thì là nó có tiện cho hai ông cháu không? Tiện rồi, nếu mà ông cháu thì bây giờ cũng còn đi lại được thì cũng không thiết mấy ở trong. À, thế là cũng không thích là một chợ, chứ cái muốn là ở ngoài thôi. À, nếu thích là đi xa đúng không? Theo là kiểu truyền thống ở trên bản đúng không? Chỉ có lên rừng với lại là núi thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái này nó là theo phong cách của dưới xuôi, ông ạ. Vâng. Cho nên là bây giờ mình phải đi vào và mình học theo phong cách ở dưới xuôi đấy. Đừng lên trên rừng, lên trên núi nữa. Không may là lên trên đấy là bị tai nạn này bị rắn cắn thì nó rất là khó không ạ. Mạnh thì bây giờ là đang còn nhỏ nữa. Nếu khép xa về thì tốt, khép xa về nó có số ác thì không ra ngoài được thì nó chỉnh thoảng. Vâng. Đấy, nhưng mà được. Đấy, sau khi mà hoàn thiện nhà đấy ông thì làm cái gì là mình ở sạch sẽ thì nó thì mình nhà mình thơm tho thì là đều là do mình cả. Mình ở sạch sẽ, mình dọn ra nó đâu vào đấy nó sạch sẽ thì nó sẽ không có bao giờ bị mùi hay là như nào cả. Vâng. Đấy, ở đây thì không chỉ là một mình nhà ông như thế cả. Cháu đã xem là rất là nhiều những kênh thuyền nguyện ở trên vùng cao rồi. Người ta làm như thế cả cho nên là cháu mới học theo thôi. Vâng. Đấy, có lẽ là bây giờ cháu được sẽ tiếp tục là ra bên kia để mà cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho các bác là hôm nay thì mấy anh em thợ là làm công việc gì các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, thưa các bác, hiện tại thì ở phía bên ngoài thì là cháu Lực cũng đã ghi hình là khá là nhiều cái video rồi. Thì các bác là nhìn thấy thì các bác cũng đã nhìn thấy là hiện tại thì hầu như là phía bên ngoài thì đã xong hết rồi các bác nhé. Đấy, còn ra bên này thì sẽ có thêm là vài những cái ô nữa này thì tránh để sự một số bác là sẽ nói là sao lại để thùng ấy các bác. Cái này thì là hôm đó là mấy anh em thợ là làm cái giàn giáo cho nên là bây giờ mấy anh em thợ sau khi mà hoàn thiện chát sống ấy thì sẽ bịt lại hết cô bác nhá. Đây. Đây.
Hai bạn này thì có vẻ như là chơi khá là thân này. Đây đang nghịch cái gì đây mày? Hả? Ôi, em chào anh Phong nhá. Mày hoàn thiện tới bước nào rồi anh? Anh hôm nay anh hoàn thiện trong nhà, Còn mới bật tiến. Thì trong nhà thì hoàn thiện hết hôm nay anh. À, thế là bây giờ là còn muối là mặt là tiền ở bên này là chưa hoàn thiện đúng không anh? Đấy, bây giờ thì cháu được xé đi vào và ghi hình ở trong nhà cho các bác là cùng xem cái tiến độ và công việc, với lại công việc của mấy em thợ hôm nay là sẽ làm về những cái gì các bác nhé. Mày mới bước vào thôi là nhìn thấy hôm nay là có vẻ như là khá là nhộn nhịp các bác ạ, làm gần nhau hơn. Hôm nay là đẩy cát ra bên này để trộn rồi à chị? Vâng. Đỡ phải là điệu vứa đi xa nhỉ? Vâng. Đây, có lẽ là nốt hôm nay nữa thì mấy anh em thợ sẽ hoàn thiện là cái công việc là chắt ở phía bên trong các bác ạ. Đấy là bên này là hầu như là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đã chắt gọi là đâu đó là gần hết rồi các bác ạ. Đấy, cả phần bếp nữa. Lấn là phòng ngủ là hai bên nữa. Bây giờ đang đi vào là chắt phòng khách rồi. Sao phải huyện kinh chiếu cổ không anh? Vàng. Những hay đào cái nền nhà mới thì hay có đồ cổ lắm ấy. Có phải đồ cổ không anh? Ô, đồ cổ rồi. Cái bánh răng một tô. Cái này là cái bánh xe tăng sao ấy, tuột về đây nhỉ? Là cái này là cái tổng bơm xe tăng ấy. Cái này vừa rồi cứ tưởng là đồ cổ của bác ạ, hóa ra là không phải. Cái bánh răng của con ô tô máy xúc của nó của mạnh này giả cho này. Đấy, nhìn cái này. Đội thợ thì làm tới đâu là đều là dọn là sạch sẽ tới đấy các bác, không có để là những cái bỏ bao tải này để vứt lung ra tung. Xong là mấy nữa khi mà đi vào hoàn thiện nhà xong thì phải nói là dọn dẹp lại là khá là nhiều thời gian. Ấy, đấy, bây giờ thì có vẻ như là khá là tối rồi. Phía bên trong này thì mấy anh em thợ phải thắp cái bóng đèn thì mới làm được các bác ạ. Này, có biết là cái nhà gì không? Sinh. Nhà vệ sinh à? Ừ. Ngo để vàng thôi, bây giờ đang đi đâu. Này là hiện tại là cái phần bể phốt là chưa có làm được các bác nhá. Cứ để tránh một số bác là nhà vệ sinh sao chưa có bể phốt thì đâu á. Bể phốt. Anh nói kho dự trữ ấy. Là kho dự trữ à chú? Vâng. Chú để vào. Hôm nay thì có vẻ như là bổ sung thêm người à chú Toán? Vâng. Thế thằng nào chắp nhanh đấy chú nhỉ? Thế tới tiến độ thế này không thấy ok không? Hay là chậm quá? Thấy là vẫn hơi chậm. À, nghe là nếu mà không mưa là bây giờ là hoàn thiện rồi đấy nhỉ? Vâng. Đấu rồi. Nếu mà không mưa thì phải nói là đã hoàn thiện từ độ là 2-3 tuần này rồi các bác ạ. Làm nếu mà cùng nghỉ cứ làm, cứ ngày nào cũng làm, chắc làm được 2-3 cái. Vâng. Cứ
Cái dây điện này là anh chạy chìm hết rồi anh? Chìm hết rồi đấy. Hôm qua anh bảo em mua thêm là hai cái này này. Cái này quên mất ở trên cốp xe trên kia rồi. Nói không mua nhưng mà thiếu thiếu. Thế là bây giờ là hiện tại là có bao nhiêu ổ anh nhỉ? Một. Bảy tám ổ à? Vâng. Thế cái ổ cắm là có bao nhiêu ổ anh? Cái ổ cắm là ta có lên cái ổ cắm là có 3 cái ổ cắm. 3 ổ. 6 ổ cắm là tất cả có 6 ổ đúng không? Đây là có cái chỗ này là dây gì đây? Cái này là chỗ dây điện anh, mà anh cứ chỉ lắp sao chút xong rồi anh luồn lấy điện xong. Ừ. Hầu như là ngôi nhà của hai ông cháu thì chỉ có là mỗi cái phần là làm móng chứ được là không có ghi hình được các bác ạ. À, đợt đấy thì là cũng thưa với lại các bác thì là mấy anh em làm cùng với nhau các bác, thành ra là cũng đi xuống đấy Hạ Long mấy hôm, thành ra là khi mà mấy anh em thợ đi vào và làm móng thì lại không có không có ở mà ghi hình được. Ủa, cái nguồn nước này to quá của bác là một nước này. Thời tiết thì bắt đầu là dâm dâm đi một chút rồi các bác ạ. Mấy hôm nay thời điểm ở trên vùng cao thì lại là trời xanh này, mây trắng này, cũng là nắng thì vàng luôn. Đấy, có thể là ngày mai là mấy anh em thợ sẽ đi vào và hoàn thiện thêm là cái phần là mặt tiền nữa các bác. Mặt tiền thì sẽ lại hoàn thiện là nó cầu kỳ hơn một chút. Trong đó thì còn phát sinh thêm là mấy cái họa tiết với lại chi tiết nữa. Đấy, cứ nói với lại là họa tiết chi tiết trước để máy nước khi mà làm thì cháu được xé ghi hình thì các bác sẽ biết sau. Ngôi nhà của hai ông cháu thì hiện tại là đang về cái phần nhà vệ sinh ở phía bên này này cô bác này. Có một số cô bác thì có vẻ như là ý kiến của các bác thì hơi các bác thì khác lên một chút, thành ra là các bác không có thích kiểu là làm nhà vệ sinh ở gần cái bếp này quá. Đấy, ở trong nhà hai ông cháu thì nó cũng tương đối là khá là hẹp thôi, cho nên là để mà làm mà giấu cái nhà vệ sinh đi thì nó cũng rất là khó. Đấy, nhưng mà ở đây thì cháu Đức đã tận dụng lại là hết cái những cái góc ngôi nhà để mà sắp xếp để cho nó đủ một trong nhà, là có cả bếp này, cả nhà vệ sinh này, cả phòng ngủ nữa. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là bếp củi thì cháu Đức sẽ không có làm ở bên trong nhà của bác ạ. Bếp củi là sẽ cùng ông là tận dụng lại những cái tấm ván gỗ dư này này các bác này, tận dụng những cái tấm ván dư này để mà làm cho giúp cho ông sò với lại làm mạnh là làm ở đây thêm một cái bếp củi nữa, hay là làm thêm một cái kho nữa. Đấy, tại vì là ở phía bên này thì cũng khá là tương đối là khá là rộng. Nếu mà sau này mà ông mà xem là cái phần kinh tế của ông phát triển được thì ông sẽ đi mua, ông sẽ đi lấy cây về, xong là ông sẽ tự làm thêm một cái chuồng trại nữa ở đây, thì nó sẽ cũng sẽ là ở gần nhau hết cô bác. Đấy, nó cũng cách là khá là xa rồi, nó để mà gần nhau quá thì nó không gần nhau. Đấy, hiện tại là cái tuy nhiên là hiện tại là cái phần kinh phí làm nhà của hai ông cháu được các bác, thế là vẫn còn thiếu đâu đó là tầm độ là gần 40 triệu nữa. Đấy,
40 triệu nữa thì là cái khoản này một phần là sẽ để mà giả cho công thợ, và một phần thì sẽ để mà làm cái phần cửa sổ này. Cái gì thì cũng phải là nói trước một chút của bác ạ. Nếu như mà sau này này các bác này, là sau khi mà hoàn thiện nhà, nếu có bác nào là trợ duyên làm cái phần mái này thêm thì nhìn trong ngôi nhà nó sẽ rộng rãi hơn. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là làm những cái ngôi nhà như này thì hai ông cháu cũng rất là yên tâm rồi. Mưa, khi mà mưa thì không tới đầu này, và nắng cũng không tới đầu nữa, không có sợ là bị nhà rột này kia nữa. Cô là bị xiên chân rồi hả cô? Vâng. Đấy, cô không đeo ủ vào là hay bị xiên chân này. Này, nó có rát không cô? Xiên chân này có rát không? Có. Nhưng mà nếu mà bây giờ chị thì chị kiểu gì đây? Ừ. Không biết cách chị á nhỉ? Không biết đâu. Cứ đợi nó tự khỏi thôi à? Thấy là mỗi cô là không có đeo ủ thôi, thằng nào là mới bị xi ăn chân rồi. Nếu mà làm một hai ngày thì không sao quá, nhưng mà làm một thời gian như dài thì chắc chắn là sẽ bị rồi. Sau khi mà chắt xong thì phải nói là vào trong phòng ngủ nhìn là khá là tối của bác, tại vì là hầu như là nó không có chỗ nào hở nhiều ấy. Sau này nếu mà lắp thêm cửa sổ xong nữa thì nhìn nó khác hẳn hơn, bởi vì cái phần cửa này của bác này là cái chiều này này, từ đây mà sang đây là 80 phân đấy, nhưng mà hiện tại nó sẽ dư ra 80 phân. Mấy nữa mấy em thợ sẽ chắt thêm vào thì lấy nó sẽ đủ kích thước của nó. Đấy, các chú xoa của nó là xoa rất là kỹ được không ạ? Một thanh niên là chú thì có vẻ là đi học hết rồi chú nhỉ? Dạ. Thanh niên là chú thì có vẻ là đi học hết rồi nhỉ? Đi hết rồi. Đi rồi, chú trường hết rồi. Và thường thường là ở trên vùng cao thì tiền học phí thì có phải là nhiều không chú? Có chứ. Thường là mỗi năm là chú là tiền học phí là một đứa là dầm rơi tầm bao tiền? Đứa là gần 2 triệu. Một đứa là gần 2 triệu. Vâng. Là một kỳ học là 1 năm? Có nghĩa là một năm ấy. À, là từ nguyên 1 năm luôn đúng không? Vâng, là hơn 2 triệu rồi. Bởi vì một nghiên cứu giáo khoa nó đã hơn 500 một kỳ rồi. Đến cuối tuần về là còn phải lấy thêm tiền đi ở trong trường trong lớp nhỉ? Vâng, tiền là sinh hoạt nhá. Thế như cái mua những cái đồ mà đồ vệ sinh cá nhân thì là tự túc là mua hết à? Hay là nhà trường người ta hỗ trợ chú? Thì túc thôi. Ở trong trường này mà có ăn cơm hay còn ăn khác thì nó cho đi ký túc, còn cái khác là mình khác tự mua thôi. Tức là vào trong ấy chỉ là nuôi cơm này kia thôi à? Vâng. Gạo mình có phải đem từ nhà lên luôn chứ? Có, nhưng mà xem là thời gian nào ấy cũng nên nhà nước không có lấy lên đủ thì vẫn là đóng góp một lần một yến hoặc là hai yến. So với lại là nếu mà như cái phần mà học ở trên vùng cao này của bác thì với cái xuôi thì các bác nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, tại vì là trên vùng cao thì nó còn là một số cái là nước được phát sinh. Đây thì trong quá trình mà mấy anh em tự làm thì đôi lúc là sẽ hơi tâm sự là ngoài lề một chút của bác ạ.
Hôm nay thì ba anh thợ là mỗi người một góc các bác ạ. Cái phần ở dưới chân này thì là để làm gì đây chú? Có chân tường không? Mặc dù là vẫn biết rồi nhưng mà hỏi chú thêm một chút các bác ạ. Cái phần chân, cái phần ở dưới này của bác này, tại sao lại chưa sắt ấy, thì là sẽ để giữ ra độ tầm là 20 phân, 10 phân còn lại thì mình sẽ cắt gạch ốp vào. Để mà cái này gọi là ốp chìm mà chú. Vâng. Nếu mà ốp nổi chắc. À. Chắc hết xong ốp đúng không? Mình không cho. Vâng. Ốp chìm thì mình vẫn bỏ như thế. Vâng. Ốp chìm thì sau này nó sẽ là coi như là nó sẽ bằng cái phần phần chắt này được các bác này. Vâng. Cái phần nghiêng gạch đặt vào là nó sẽ bằng đây luôn, nó sẽ không có bị hở ra một cái vết nào cả. Mạnh thì có vẻ như là thích xem điện thoại hay sao, xem ké của Giang. Thế là muối là dưới này là dín là đốt chân là đốt liên tục mà hai thanh niên này vẫn còn ngồi được, im re một chỗ. Rồi ông thì đến chiều tối thì lại tiếp tục là cái công việc mà lấy rau lợn hay là lấy cỏ rồi. Cái chỗ trước mặt của ông thì nếu mà phải nói là không đeo giày đi vào ấy là rất là nhiều vi khuẩn của bác ạ. Thế là ở dưới ruộng nhà ông thì cũng có nuôi thêm là cá chép ruộng của bác. Đấy, ở phần bên này thì ông là tự dùng gạch để mà xếp này, tự kè này các bác này. Đây, sau này ra bên này thì sẽ để mà bảo ông là tự làm thêm nữa. Kinh phí thì nó hạn hẹp thôi, cho nên là cũng không thể mà hứa được với ông là nhiều quá được. Cái nào mà hứa mà không làm được thì là như kiểu là với cháu Lực chẳng hạn thôi. Ai mà hứa với cháu Lực là làm cái gì là không có làm, cháu Lực cũng không có thích cả. Cá chép ruộng của ông là nuôi từ ruộng nào đi ấy? Từ thửa này đi à? À, thử đi xem nào. Mày ơi đi xem cá mày ơi. Mày ơi, xem cá. Đi. Đang đi bá đó mà. Mày ạ. Thế là ruộng nhà ông thì có những cái cây cỏ dại này rất là nhiều các bác này. Thế là chú được nghe kể là cái cây cỏ dại này. Cái cây cỏ dại này là rất là khó để mà hủy đấy. Cái này bây giờ mà cắt đi cho cháu ăn đấy, cháu lại ăn, xong là khi mà cháu thải ra ấy, thì nó lại có cái hạt này vào này, xong lại mọc tiếp. Làm gì đấy mày ơi? Cá mày nuôi ở đâu? Vào đi xem nào. Xem nào đâu? Đi xem nào thế, để thử nào. Đây một cái bóng dáng mà thanh niên mà 6 tuổi nhưng mà rất là bé. Đi đi đằng kia, đi đằng kia, đi đằng kia. Đi đường nào? Đi đường này à? Đi nào, đi trước nào. Đấy, nếu như so với lại các bạn khác thì Mạnh nhỏ hơn rất là nhiều các bác ạ. Ông thì cũng có thả cá chép ruộng nhưng mà không biết là còn không. Đâu thả đâu mày? À là thấy là dưới kia có rồi, thấy là dưới kia là có vài con quậy quậy rồi. Ở đâu? Thừa nào? Thừa này á? Thế là mấy hôm nữa là có cá chép ruộng đấy. Nhưng mà thửa bên này có vẻ tốt quá, nhìn khó thấy cá quá.
thử cái có kìa, chú xem nào. Như cẩn thận mày nhá. Cẩn thận nhá. Vừa rồi thấy là dưới này có vài con quậy quậy, không biết là có thấy không. Mày có nhìn thấy cá không? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? À, dưới kia. À, tít xuống dưới kia kìa. Phải nhìn từ xa thì các bác nhìn thấy là một ngôi nhà. Phải nói là ngôi nhà này thì ở dưới bản của nhà ông cháu thì cũng là cái ngôi nhà mà đầu tiên là được làm như thế này các bác nhá. Còn là cái ngôi nhà khác thì nó chỉ là người ta làm từ bằng gỗ thôi. Đấy, như các bác so sánh là ngôi nhà cũ với lại ngôi nhà mới của hai ông cháu thì sẽ như thế nào. Đấy, chắc chắn là sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy là các bác là biết rồi. Đấy, cũng phải nói là thời gian vừa rồi thì khi mà các bác đồng hành cùng cháu Lực ấy thì cháu Lực cũng rất là vui mừng khi mà hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu là đến đến từng này. Đấy, đến từng này rồi. Tuy nhiên thì có một số cái là sẽ chưa có được là đi vào hợp lý mấy, thì bây giờ nó đã cất lên rồi thì rất là mong là các bác cũng thông cảm, tại vì là một phần là bây giờ không thể di rời được nữa, kinh phí thì cũng còn là hạn hẹp. Thì hầu như là kinh phí là hiện tại là vẫn còn là âm là 40 triệu nữa. Cái khoản này thì một phần là của công thợ, còn một phần là sẽ làm về cái phần cửa nữa. Mày đi về không? Đi về thôi. Xem cá rồi đi về thôi. Ông này đang lấy rau lợn là phía bên kia các bác ạ. Thế ông thì còn rất là chăm chỉ. Để mà nuôi nấng được bé Mạnh là lớn đến từng này thì cũng không phải là đơn giản đâu. Không biết là ngậm ngậm cái gì xong lại rơi xuống dưới rồi. Đi nhặt đi xong về đi. Nào đây chú kéo nào, đây này. Vậy ở cái video này thì cháu Lực cũng đã cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho làm nhà hai ông cháu cho tất cả các bác cùng xem rồi. Nào mấy người đợi chú đã. Thế và cũng gửi cái phần quà là của bà Lịch ở Bắc Giang tới tay cho hai ông cháu rồi. Thì rất là cảm ơn các bác và cảm ơn tới bà nữa. Và cái video này thì cũng khá là dài, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Nào mấy người. Nào, chào tạm biệt các bà nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Bây giờ đi đâu ấy? Đi về thôi, đi về đi. Đi về đi. Thấy bà cháu Lực cũng xin được là hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở tháng 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào cô bác nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.